Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với công ty thiết bị điện tử nghe nhìn website camera quay lén 360.vn, điện thoại Zalo 0962 292244. Vì hiện tại công ty bên mình đang buôn bán cũng như là kinh doanh tất cả các mặt hàng về camera mini siêu nhỏ, thiết bị định vị GPS siêu nhỏ, máy ghi hình siêu nhỏ, thiết bị dò sóng và phá sóng các bạn nhé. Và quay trở lại cụ thể nhất trong cái clip này là mình muốn giới thiệu đến các bạn về một dòng sản phẩm cực kỳ là hot cũng như là phiên bản nâng cấp mới nhất các bạn nhé. Đó chính là bộ sản phẩm máy định vị nghe nén ghi âm X2 các bạn nhé. Sử dụng app của nó, đây là app GPS 365 hoặc là 365 GPS là đều ok hết. Và hàng của hàng Nhật các bạn nhé, made in Japan ở đây. Và đây chính là nhân vật chính mà mình muốn nhắc đến trong cái clip ở đây các bạn nhé. Ở mặt sau đây đều khắc là made in Japan, là hàng của Nhật các bạn nhé. Kích thước ở đây là mini, siêu mini luôn các bạn nhé. Về cái dòng sản phẩm X2 này là có kích cỡ cũng như là kích thước siêu nhỏ nhất trong tất cả cái dòng sản phẩm máy định vị nghe nén bên mình đang bán từ trước đến nay các bạn nhé. Mini siêu nhỏ luôn. Và bây giờ trong cái video này là mình với các bạn sẽ cùng nhau test về chức năng này, công dụng này, và quan trọng nhất là các bạn sẽ nắm được về những cái ưu điểm cũng như là nó có những cái chức năng gì để phù hợp với công việc, phù hợp với mục đích của các bạn hay không các bạn nhé. Thì là bây giờ các bạn xem hết video của mình để các bạn cùng khám phá về chức năng, công dụng, và quan trọng nhất bên mình đánh giá cao nhất chính là mua hàng về phải dễ dàng sử dụng, dễ dàng cài đặt thì mới là ok được các bạn nhé. Và trước khi đi tìm hiểu kỹ hơn về mẫu mã sản phẩm X2 này thì là các bạn sẽ xem qua về những cái quà tặng cũng như là những cái chương trình khuyến mãi bên mình đang khuyến mãi cho mọi khách hàng khi mua hàng của bên mình các bạn nhé. Đầu tiên sẽ có một thẻ bảo hành chính hãng 1 năm các bạn nhé. Thẻ bảo hành chính hãng 1 năm với chức năng là một đổi một cho các bạn trong vòng 1 năm. Chỉ cần giữ thẻ bảo hành ở đây là đều được bảo hành đổi mới một đổi một cho các bạn trong vòng 1 năm. Và cái thứ hai là các bạn sẽ được tặng kèm theo một cái thẻ nhớ chính hãng là 32GB các bạn nhé. Với cái dòng sản phẩm máy định vị nghe nén X2 này là hỗ trợ thẻ nhớ tối đa là 32GB, thì sẽ giúp các bạn lưu trữ được tất cả những cái file ghi âm cũng như là lưu trữ được tất cả những cái thông tin dữ liệu lưu vào cái thẻ nhớ này, để về các bạn hoàn toàn có thể là check lại, xem lại được những cái lúc rảnh rỗi, hay là lưu lại lấy ra làm thông tin, làm bằng chứng các thứ thì rất là ok các bạn nhé. Ngoài ra sản phẩm bên mình, sản phẩm nào cũng vậy các bạn nhé, đều có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt các bạn nhé. Là khi mua hàng là các bạn sẽ được tặng kèm theo một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt như này. Và mình ở đây là đã liệt kê tất cả ngôn ngữ ra tiếng Việt cũng như là gồm tất cả những cái mẹo cũng như là trong quá trình sử dụng có làm như thế nào là mình sẽ là giới thiệu hướng dẫn kỹ càng cho tất cả mọi người ở trong tờ giấy này luôn các bạn nhé. Đó, có giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt các bạn nhé. Và bây giờ mình và các bạn sẽ cùng nhau lắp sim, nắp thẻ nhớ cũng như là cài đặt setup trên cái điện thoại smartphone thông minh như thế này, như thế nào để mua về các bạn cũng làm như vậy, cũng bỏ ra, cũng thao tác như mình cho nó dễ dàng nhất và đơn giản nhất các bạn nhé. Và bây giờ đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách lắp sim trước các bạn nhé. Sim cái này thì các bạn mua, đây là video làm mình cũng nói rất là kỹ các bạn nhé. Những cái video đầu giới thiệu sản phẩm này thì mình nói cực kỳ là kỹ luôn, kể cả cách chọn sim, cách lắp sim này cũng như là thao tác như thế nào, lắp chiều như thế nào cho nó đúng cách thì mọi người là chú ý giúp mình các bạn nhé. Sim ở đây thì các bạn hoàn toàn có thể là lựa chọn được rất là nhiều những cái mẫu sim như là Viettel này, Mobi này, Vila này các bạn nhé. Đấy, nói chung là mình lựa chọn, nên lựa chọn ba cái nhà mạng Viettel, Mobi và Vila, bởi vì Việt Nam là sử dụng ba cái mạng đấy là chủ yếu nhất các bạn nhé. Đấy thì là mình ở đây là lắp một cái sim Viettel các bạn nhé. Đã đăng ký mạng, các bạn chú ý giúp mình là sim lắp vào đây là phải đăng ký mạng, bởi vì nó quét, bản chất của định vị là quét từ vệ tinh quét xuống nên là phải có mạng đăng ký 3G vào đây thì nó mới là định vị được các bạn nhé. Đấy, các bạn chuẩn bị cho mình một cái sim đăng ký mạng như thế này. Và cái thứ hai là các bạn để ý giúp mình ở đây này, cái dòng sản phẩm này thì các bạn sẽ phải cậy cái lắp này ra các bạn nhé. Các bạn sẽ phải cậy cái lắp ở mặt trên này ra này. Đấy, các bạn cậy cái lắp X2 này ra. Đấy, với cái cậy cái lắp này ra thì sẽ trong này sẽ hiện ra một cái như thế này các bạn nhé. Nhìn kỹ nhá, như thế này thì các bạn sẽ đẩy xuống này, đẩy cái hình vuông sắt sắt này xuống này. Đấy, đẩy xuống ở đây để các bạn cậy lên, để các bạn nắp sim vào giúp mình. Đấy, làm đúng như mình các bạn nhá. Đấy, mình sẽ hướng dẫn rất là kỹ cho các bạn này. Khi các bạn cậy xong thì ở trong này nó sẽ có cái khe cắm sim này, cũng như là cái chiều khuyết của nó trùng với chiều khuyết với cái sim này. Đấy, các bạn để vào các bạn sẽ thấy khít các bạn nhé. Nhưng mà nhiều bạn không biết là cứ nhét vào đây đâm ra nó không vừa khay. Đấy, các bạn chú ý giúp mình này, chiều khuyết này, chiều lẹm của sim này thì mình cũng phải lắp với chiều lẹm của cái khay này. Đấy, các bạn chú ý giúp mình nhá. Đấy, lắp sim trông như vậy thôi nhưng mà cũng phải là để ý thì mới lắp được ấy. Sau khi lắp sim xong nhá, vừa khay các bạn úp cái khay này xuống, các bạn kéo ngược lên này. Đấy, kéo ngược lên là sẽ giữ sim mà là bước đầu tiên. Bước thứ hai là các bạn chuẩn bị cho mình, à, tặng kèm luôn rồi các bạn nhé. Tặng kèm cho các bạn một cái thẻ nhớ 32GB đây rồi.
Đấy, một cái thẻ nhớ 32 GB đây thì các bạn sẽ để cái thẻ nhớ lên ngang như thế này các bạn nhé. Lên ngang như này các bạn đẩy vào đây. Đấy là lập tức ở đây sẽ giữ lại cái thẻ nhớ ở đây các bạn nhé, là thiết bị này đã bắt đầu được bật. Và bây giờ cách bật nguồn thì các bạn để ý giúp mình này, có một cái lỗ, một cái nút tròn ở giữa này. Đấy các bạn giữ chết nút tròn này. Giữ chết nút tròn này đến khi nào cái đèn các bạn nhé. Đến khi nào cái đèn ở đây đấy các bạn thấy không? Nó sáng đỏ lên. Đấy nó nháy nháy các bạn nhé. Đấy sáng đỏ lên là có nghĩa là thiết bị này đã bắt đầu hoạt động. Đấy các bạn thấy không? Thỉnh thoảng nó nháy nháy một cái đấy để báo hiệu là thiết bị này đã bắt đầu hoạt động. Và bây giờ các bạn đậy lại cái lắp này. Đấy các bạn nhé, đậy lại cái lắp này. Đấy là ok các bạn nhé. Ở trên sản phẩm ở đây là sẽ có một cái mã quét code để các bạn đăng nhập vào phần mềm các bạn nhé. Bây giờ các bạn chỉ cần lấy một cái điện thoại smartphone thông minh này như này ra cho mình thôi các bạn nhé. Đây, lấy một cái điện thoại smartphone thông minh này, những bạn nào mà chưa tải ứng dụng thì tải ứng dụng về giúp mình. Các bạn tải ứng dụng ở đây là GPS 365 các bạn nhé. Tải và tải ở đâu, nhiều người cũng không biết tải ở đâu đâu, thì các bạn vào cửa hàng CS vào đây, hay là những ai mà sử dụng iPhone ấy thì các bạn vào cửa hàng App Store các bạn nhé. Các bạn tải phần mềm giúp mình là phần mềm GPS 365 các bạn nhé. Tải về thì trên giao diện điện thoại lại sẽ có giao diện là GPS 365 này như thế này các bạn nhé. Đấy, GPS 365 này. Và cái bước tiếp theo là các bạn vào phần mềm. Đấy, sau khi vào phần mềm thì các bạn sẽ phải nhập cho mình cái mã này để ý giúp mình nhỉ. Nhập cho mình cái mã ở cái dòng đầu tiên các bạn nhé. Dòng đầu tiên là sẽ nhập cái mã ở trên sản phẩm này. Dòng thứ hai là mật khẩu, là các bạn nhập từ 1 đến 6 các bạn nhé. Đây, ví dụ các bạn nhập này 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nhập mật khẩu từ 1 đến 6 các bạn nhé. Xong các bạn ấn login này. Đây, các bạn nhìn này, các bạn ấn login này. Đấy, để đăng nhập vào phần mềm. Sau khi vào phần mềm như thế này các bạn nhé, thì các bạn sẽ thoát ra màn hình chính và các bạn vào lại các bạn nhé. Đấy, vào lại thì lập tức ở đây sẽ hiển thị cho các bạn ở đây là tất cả là 12 ô các bạn nhé, 12 ô như thế này. Và những bạn nào, và mình sẽ giải thích tất tần tật những cái chức năng của 12 ô này sẽ giúp cho các bạn là trong quá trình sử dụng là ok hơn các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ tóm tắt lại cho các bạn về chức năng của máy X2 này, để trước khi đi tìm hiểu kỹ hơn, sâu hơn các bạn nhé, để đỡ mất thời gian cho mọi người, để các bạn xem qua cái tổng hợp của mình, để các bạn biết là à, mẫu mã này là chức năng như này có phù hợp với công việc, có phù hợp với mục đích của các bạn hay không các bạn nhé. Đầu tiên là máy định vị nghe nén X2, ghi âm X2, made in Japan, hàng chính hãng các bạn nhé. Thứ nhất là sử dụng app là GPS 365 hoặc là 365 GPS các bạn nhé. Đấy, cái thứ hai là đầu tiên là có chức năng định vị này. Thứ nhất là định vị trực tuyến, định vị qua vệ tinh này, nghe nén này, ghi âm này, tự động gọi lại khi có tiếng động này, cảnh báo thiết bị ra khỏi vùng an toàn này. Đấy, tự động gọi lại khi có tiếng động này, các bạn chú ý giúp mình nhá, có tiếng động nó sẽ gọi lại cho mình này. Đấy, mình nghe nén trực tiếp, gọi trực tiếp vào đấy là đều được luôn, ghi âm đầy đủ luôn các bạn nhé. Cảnh báo thiết bị ra khỏi vùng an toàn có nghĩa là ví dụ các bạn đặt ở nhà các bạn ở quận Thủ Đức chẳng hạn, nhưng bây giờ là con các bạn là 0 giờ 12 giờ nó bảo nó về, nhưng mà nó không về, nó đi ra chỗ khác, thì mà chưa các bạn đi làm không về được, thì các bạn hoàn toàn có thể là quan sát được cũng như là giám sát được các bạn nha. Các bạn hoàn toàn có thể giám sát được lịch trình của con mình đấy. Ví dụ là vợ bảo là đi ở công ty ở khu công nghiệp Bình Dương nhưng mà lại không thấy vào khu công nghiệp, lại tạt lên Sài Gòn, thì mình lại phải là biết là ai có biến để mình check lại, kiểm tra lại các bạn nhé. Xem lại quãng đường di chuyển này, pin sử dụng được 5 đến 7 ngày này, độ chính xác cao này. Đấy là chức năng định vị các bạn nhé. Ngoài ra nó còn có chức năng là nghe lén. Thứ nhất là thời lượng lưu trữ ghi âm lưu vào cái thẻ nhớ này các bạn nhé, là 20.000 giờ các bạn nhé. Muốn thiết bị ghi âm vui lòng soạn tin nhắn 111 gửi vào số điện thoại lắp trong máy định vị này. Đấy, có nghĩa là cứ 10 phút sẽ cắt ra thành một file ghi âm, một file ghi lại này. Cái thứ hai là có tiếng động, có người nói chuyện muốn lưu lại thì các bạn sẽ soạn tin nhắn 222 các bạn nhé. Đấy, kết thúc cuộc ghi âm các bạn vui lòng soạn tin nhắn 555. Tắt chức năng tự động gọi lại thì soạn tin nhắn 555 tiếp các bạn nhé. Và tự động gọi lại khi có âm thanh thì soạn tin nhắn 333. Và xóa định dạng thẻ nhớ thì các bạn hoàn toàn có thể là soạn tin nhắn 444 các bạn nhé. Nói chung là về cái dòng sản phẩm này thì đầy đủ tất cả các chức năng như là định vị, nghe nén, ghi âm, tự động gọi lại khi có tiếng động này. Đấy, tự động ghi âm khi có tiếng động này, ghi âm 10 phút sẽ cắt ra thành một file video lưu lại này. Đấy, đầy đủ các chức năng này, tự động gọi lại, tự động ghi âm, nói chung là đầy đủ chức năng hết về dòng sản phẩm máy định vị nghe nén X2 này các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn trên cái điện thoại của mình các bạn nhé. Đấy, đầu tiên là những bạn nào mà muốn định vị thì các bạn hoàn toàn có thể vào mục check ở đây đầu tiên để định vị các bạn nhé. Thì ở đây nó sẽ đầy đủ cho các bạn tất cả những cái thông tin là trên định vị ở đây, là trên Google Map các bạn nhé, định vị trên bản đồ, định vị trên vệ tinh ở đây là đầy đủ hết cho mọi người luôn. Đầu tiên là chức năng định vị thì các bạn vào mục check ở đây,
Đấy, vào mục chắc là chức năng định vị các bạn nhé. Cái mục thứ hai là playback, chính là cái mục lịch sử cũng như là xem lại thời gian di chuyển trong vòng được 3 tháng các bạn nhé. Ở đây là ngày giờ chuẩn bị, thì những bạn nào mà muốn xem thì các bạn chọn con phim các bạn nhé, bởi vì ở đây là nó chưa có, mình chưa có đi nên là sẽ là không không có thông tin các bạn nhé. Đấy là khoảng cách ở đây chỉ có là hơn chục mét thôi, thì là không có cái gì cả nên là chưa có thời gian nên là mình chưa có đi các bạn nhé. Cái thứ hai tiếp tới ở đây chính là cái khoanh vùng cảnh báo, cái hàng rào đây các bạn nhé, là mục số 3 ở đây. Đấy, mục số 3 đây thì như lúc nãy mình nói rồi, ví dụ là vợ mình bảo là ở khu công nghiệp Bình Dương, ở đây là công ty của nó chỉ có là tầm 2 cây thôi, bán kính 2 cây thôi, 1 cây 8 đây các bạn nhé, thì mình sẽ biết là à vợ mình là hôm nay là có đi làm hay không. Đấy, đặt được 3 vùng các bạn nhé, đặt được 3 vùng ở đây. Đấy, mình cứ từng vùng một, ví dụ vùng một ở đây thì mình chọn là save ở đây. Đấy, là nó sẽ lưu lại vùng 2 thì mình sẽ lưu lại, vùng 3 sẽ lưu lại, và đặt được 3 vùng cảnh báo các bạn nhé, thì sẽ biết được là à vợ mình có đi làm hay không các bạn nhé. Tiếp tới đây là những bạn nào muốn cài đặt số điện thoại làm chủ nhân thì các bạn hoàn toàn có thể ấn vào mục Acock sát vào đây, vào mục số 5 đây các bạn nhé, mục số 5 đây. Đấy, thì các bạn vui lòng nhập số điện thoại của các bạn vào đây muốn làm chủ nhân của cái định vị này, bởi vì làm chủ nhân thì mới gọi điện được cho nó các bạn nhé. Và ngoài ra chức năng vào đây nhập này, các bạn chú ý giúp mình nhé, ngoài chức năng là vào đây nhập ra thì các bạn bách này ra thì các bạn hoàn toàn có thể là nhắn tin được vào cái số điện thoại này để làm chủ nhân cho nó cũng được các bạn nhé. Thì trên cái giấy này cũng có luôn, đấy, trên cái tờ giấy hướng dẫn này sử dụng của mình cũng có luôn. Đầu tiên các bạn nhé, muốn làm chủ nhân của định vị thì soạn tin nhắn này, các bạn vui lòng soạn tin nhắn này giúp mình này. Đấy, các bạn vào tin nhắn mới này các bạn nhé, các bạn soạn tin nhắn này 000 này, 000 này, thăng này, số điện thoại muốn làm chủ nhân, tức là số điện thoại lắp vào trong máy điện thoại của mình các bạn nhé. Ví dụ đây là số của mình này 0962 này, 085 này, 919 là số điện thoại là muốn làm chủ nhân, và gửi vào thăng tiếp này, và gửi vào số điện thoại lắp trong máy định vị, thăng tiếp một cái nữa này, và gửi vào đến cái số lắp trong máy định vị này là 0962 này, 292244 này các bạn nhé. Đây là chính số điện thoại lắp trong máy định vị là 2244, và số điện thoại ở trên cái điện thoại này là 919 này các bạn. Mình sẽ gửi vào đây này, gửi vào đây này các bạn nhé, để nhắc nhở rằng à bây giờ cái số 919 này là sẽ làm chủ cái định vị, chủ cái thiết bị lắp vào sim đây. Đấy, sau khi các bạn nhắn tin ra thì nó sẽ trả về một cái mã tin nhắn có nghĩa là admin các bạn nhé. Những ai mà chơi game các thứ thì sẽ biết admin chính là chính, nhưng là nhân vật chính cũng là chủ của cái thiết bị này các bạn nhé. Bây giờ những bạn nào mà muốn nghe lén thì các bạn chỉ cần gọi điện trực tiếp vào đây các bạn nhé. Cái này mình sẽ test chức năng nghe lén này, đây mình sẽ gọi điện trực tiếp vào cái số điện thoại 2244 này các bạn nhé. Đấy, gọi điện trực tiếp vào đây để thực hiện chức năng nghe lén luôn các bạn, đợi nhá, đang quay số này các bạn thấy không. Alo. 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 Rất trong các bạn nhé. Đấy, tắt đi. Đấy là chức năng là nghe lén, mình gọi lại này. Gọi lại luôn này các bạn nhé. 2244 số điện thoại lắp trong đây các bạn nhé. Alo. 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 Gần nhau nó sẽ bị sung âm thanh đây, mình mở loa ngoài, còn để loa trong thì là ok luôn các bạn nhé. Đầu tiên là chức năng là nghe lén luôn các bạn nhé. Và tiếp tới trên cái giấy hướng dẫn sử dụng này, tiếp tới có chức năng này, muốn thiết bị ghi âm vui lòng soạn tin nhắn 111, có nghĩa là mình không ở đấy, mình không nghe trực tiếp thì mình soạn tin nhắn này, soạn tin nhắn ở đây này 111 này, 111 này, gửi vào số điện thoại lắp trong đây quên lại 112, 111 này, gửi vào số điện thoại lắp trong máy định vị này, thì lập tức một lát nó sẽ nhả về cho các bạn một cái tin nhắn nữa bằng tiếng Anh các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy không, nhả lại bằng tiếng Anh, có nghĩa ở đây các bạn nhìn này, 111 này, cứ 10 phút cắt ra một file video, đây sẽ ghi là start record, có nghĩa là lưu bắt đầu ghi âm 10 phút này các bạn thấy không, có nghĩa là 10 phút sẽ cắt ra thành một video, cứ như là lưu 10 phút cắt một video, lưu 10 phút cắt thành một video. Đấy, rất là hay các bạn nhé. Đấy, và bây giờ những bạn nào mà muốn này, tiếp tới này, đọc tiếp này các bạn nhé, muốn có người nói chuyện bắt đầu ghi âm thì soạn tin nhắn 222 các bạn nhé. Đây, khi nào mà muốn có người bắt đầu nó mới ghi âm thì các bạn lại soạn tin nhắn 222. Đấy là có người nó mới bắt đầu ghi âm thì soạn tin nhắn 222, bắt đầu lại nhả cho các bạn về một cái file nữa thì là bắt đầu là xong. Đấy, hoàn toàn có thể là bắt đầu là nhả về một cái file nữa các bạn nhé, có nghĩa là có tiếng động nó mới bắt đầu ghi âm chứ không phải là lúc nào cũng ghi âm như cái file trước các bạn nhé. Tiếp tới ở đây là những bạn nào mà muốn kết thúc các bạn nhé, đây muốn kết thúc cuộc ghi âm này các bạn thấy không, muốn kết thúc cuộc ghi âm thì vui lòng soạn tin nhắn 555 này, 555 này, kết thúc, không muốn nó ghi âm nữa thì soạn tin nhắn 555 là kết thúc cuộc ghi âm.
Đấy. Là lại đấy, các bạn thấy không? Turn off có nghĩa là tắt các bạn nhá. Đấy là kết thúc của game. Và những bạn nào muốn tự động gọi lại khi có âm thanh, đấy còn để ý tiếp giúp mình này. Tự động gọi lại khi có âm thanh thì soạn tin nhắn 333. 1 2 3 này. Tự động gọi lại khi có âm thanh thì là soạn tin nhắn 333. Đây các bạn nhìn nó đang xoay đang tải nhá. Đấy khi là nó có cái dấu tích, dấu gửi xong tin nhắn thì mới là ok được, nó mới nhận lệnh các bạn nhá. Đấy, là mình hoàn toàn có thể là soạn tin nhắn 333 là tự động gọi lại khi có âm thanh. Có nghĩa là cứ có âm thanh nó sẽ tự động gọi lại cho mình, nó ok hết các bạn nhá. Để đợi nhá, chú ý giúp mình này. Đấy, đang đang tải nhá, nó đang mạng nó hơi kém một tí. Đấy, lúc nào nó tải xong hoặc là các bạn hoàn toàn thể là nhắn tin nhắn mới đây. 333 này, nếu mà nó lâu quá thì mình nhắn cái tin nhắn mới các bạn nhá. Đấy, tại mình chắc là mình nghĩ là mạng nó kém thôi, tại vì nó đang xoay xoay đây. Đấy, xoay 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 đang tải đây. Đấy, và tiếp tục ở đây là sẽ có chức năng này. Tiếp tới này, nếu mà các bạn muốn xóa định dạng thẻ nhớ thì các bạn lại soạn tin nhắn 444 các bạn nhé. Đấy, và kết thúc và tắt chức năng tự động gọi lại thì cũng soạn tin nhắn 555 các bạn nhé. Đấy các bạn này, bây giờ nó mới được này các bạn nhé, soạn tin nhắn 33 bây giờ nó mới được, thì đợi một lát. Đấy các bạn thấy không, Recode Call Alarm có nghĩa là có tiếng động nó sẽ tự động lại gọi lại cho mình bằng cái số chính, số 2244 ở đây các bạn nhé, 0962292244 đây. Đợi là nó sẽ đây các bạn, là nó sẽ gọi lại cho mình bằng cái mà số 2244 gọi trực tiếp vào đây luôn các bạn nhé. Đấy, nói chung là những cái dòng sản phẩm này là đầy đủ tất cả các chức năng của cái dòng sản phẩm máy định vị nghe nén X2 đang bán trên thị trường rất là nhiều các bạn nhé. Đấy là vừa xong đây các bạn, đợi một tí này. Đấy, và bây giờ các bạn vào lại phần mềm để mình giới thiệu qua cho các bạn về những cái chức năng còn lại này. Tiếp tới ở đây này, những bạn nào muốn cài đặt thời gian, cài đặt cảnh báo này. Đấy, cài đặt ở đây là cài đặt power, cái biểu tượng đấy các bạn thấy không? Đây có âm thanh nó gọi lại cho mình này. Alo. Alo. Đấy, cứ có âm thanh nó soạn lại cho mình nhá. Bây giờ các bạn muốn hủy đã, muốn hủy cái chức năng tự động gọi lại thì các bạn lại soạn tin nhắn 555 này. 555 này là gửi đi để nó hủy đi, không nó cứ tí tí nó gọi lại cho mình thì mất việc các bạn nhé. Bởi vì mình đang test mà, các bạn soạn tin nhắn 555 là nó sẽ nhả về một cái tin nhắn đấy. Turn off ở đây có nghĩa là tắt chức năng tự động gọi lại các bạn nhé. Đây mình vào lại phần mềm này, và lại phần mềm giới thiệu cho các bạn này. Tiếp tục cái mục biểu tượng mà có cái quả pin ở đây, cái biểu tượng số 10 ở đây các bạn nhé, biểu tượng quả pin đây, Power Saving đây, thì là các bạn hoàn toàn thể là bật tắt được thiết bị định vị này từ xa các bạn nhé. Hẹn giờ bật tắt ở đây, các bạn bật tắt được từ xa ở đây là ấn ở đây là ok các bạn nhé. Đấy là bật tắt từ xa này. Tiếp tới ở đây là cài đặt setting này, cài đặt trong cái mục cài đặt thời gian này, cài đặt Google Map, cài đặt setting, cài đặt mật khẩu này, cài đặt bật tắt từ xa này. Nói chung là đầy đủ tất cả các chức năng cho mọi người luôn các bạn nhé. Đấy, vừa xong là mình đã hướng dẫn cho các bạn cơ bản về cái mẫu sản phẩm máy định vị nghe nén X2 của Nhật các bạn nhé. Đấy, máy định vị nghe nén X2 của Nhật. Thì những bạn nào mà có nhu cầu mua hàng thì hãy nhanh tay nhấc máy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0962 292244, là bên mình sẽ có nhân viên tư vấn cũng như là giúp đỡ các bạn trong quá trình sử dụng và cài đặt các bạn nhé. Về kích thước thì là siêu mini luôn các bạn nhé. Đây mình sẽ đo ngón tay của mình này. Đấy, hơn bằng một đốt ngón tay cái của mình thôi các bạn nhé, bằng một đốt ngón tay cái này thôi. Đấy các bạn thấy không? Đây nhá, một đốt ngón tay cái này. Đấy các bạn thấy không? Bằng một đốt ngón tay cái của mình thôi các bạn nhá. Đấy, về kích thước như thế này để cho các bạn là dễ biết về cái dòng sản phẩm X2 này. Thì là những bạn nào mà thấy kênh YouTube của mình hay, hãy nhớ đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận những cái sản phẩm mới nhất, video mới nhất từ bên công ty mình. Và ngoài ra được tặng kèm cho các bạn một cái thẻ nhớ chính hãng là 32GB các bạn nhé. Nếu mà các bạn thấy kênh video của mình hay, hãy nhớ đăng ký kênh. Và bây giờ xin chào. À quên các bạn nhé, dòng sản phẩm này là hoàn toàn có nam châm các bạn nhé. Đấy, nam châm ở đây là nam châm siêu dính luôn các bạn thấy không? Gắn lên xe này. Đấy, các thứ này, đây các bạn nhìn này. Đấy, gắn lên xe các thứ đây thì là ok luôn các bạn nhé. Đấy, nam châm rất là dính. Đấy, và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.